Xin chào các bạn. Trong buổi chia sẻ lần trước thì mình cũng đã về chủ đề về các bệnh lý về gan. Thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn về một cái bệnh các bệnh về gan mà không do rượu, các bệnh mà gan nhiễm mỡ mà không do rượu. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ sâu hơn về những cái nguyên nhân, những cái dấu hiệu của bệnh gan nhiễm mỡ mà không do rượu thì nó như thế nào. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ. Cái thứ nhất là khi mà bị gan nhiễm mỡ mà không do rượu thì nguyên nhân chủ yếu đó là do tăng men gan. Và nguyên nhân thì chúng ta tăng men gan và để mà phát hiện được cái dấu hiệu là gan nhiễm mỡ thì chúng ta không thể phát hiện được bằng mắt thường. Do là chúng ta phải sử dụng các biện pháp như siêu âm. Chúng ta xét nghiệm cái tỷ lệ mỡ, ví dụ như triglyceride thì chúng ta sẽ phát hiện được chúng ta là có bị gan nhiễm mỡ hay không. Thế nhưng mà khi mà chúng ta chưa kiểm tra sức khỏe định kỳ và chúng ta chưa có những cái xét nghiệm và những cái siêu âm cụ thể thì những cái dấu hiệu chúng ta có thể nghĩ đến là có thể dẫn đến nguy cơ là gan nhiễm mỡ không do rượu. Ví dụ như là những người mà bị mắc bệnh mãn tính, ví dụ như đái tháo đường, những người mà đã có những cái chẩn đoán trước đây đó là rối loạn mỡ máu, rối loạn lipid. Những người có chẩn đoán là rối loạn lipid và cái nữa là những người mắc bệnh béo phì thì những đối tượng đó là những đối tượng có nguy cơ dễ bị gan nhiễm mỡ mà không do rượu đó. Thì đó là những dấu hiệu kèm theo mà chúng ta có thể nghi ngờ đến, có thể chúng ta bị mắc chứng viêm gan, gan nhiễm mỡ mà không do rượu. Và những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thì thường dễ mắc nhất như mình đã nói, thứ nhất là người béo phì, thứ hai là người mắc những bệnh rối loạn chuyển hóa như là bệnh đái tháo đường type 2, thứ ba là những người mà rối loạn mỡ máu, và một số những cái bệnh mà có thể có nguy cơ mà mắc những cái bệnh gan nhiễm mỡ đó là thứ nhất đó là những cái bệnh ví dụ như là buồng trứng đa nang này, những cái người mà bị suy giáp này, suy tuyến yên này, suy tuyến yên và suy sinh dục, thì những người mắc những cái triệu chứng đó cũng có nguy cơ dẫn đến cái hiện tượng là gan nhiễm mỡ mà không do rượu. Những người mà có rối loạn mỡ máu mà có tỷ lệ triglyceride trong máu cao, tỷ lệ cholesterol trong máu thấp thì những người này là những người có nguy cơ mắc những bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu đó. Thì đó là những người mà có nguy cơ mắc những bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Và diễn tiến tự nhiên của bệnh thì là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu thì có thể là dẫn đến viêm gan là có thể dẫn đến sơ gan. Nguy cơ gây các bệnh về gan rất là cao và có thể là nguy cơ tử vong do các bệnh về gan, ví dụ như ung thư gan, sơ gan đó. Khi mà men gan tăng cao đó là tình trạng phổ biến của các dấu hiệu của men gan tăng cao, đó là tình trạng mà rất là phổ biến của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Các bệnh mà viêm gan nhiễm mỡ không do rượu thì tỷ lệ mà dẫn đến viêm gan thì nó chiếm từ khoảng 12-40%, và nó dẫn đến những cái bệnh của sơ gan thì nó chiếm tỷ lệ từ 15-25%. Do vậy là khi mà men gan tăng cao nó là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng là gan nhiễm mỡ không do rượu, thì nó là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái biến chứng của bệnh sau này, đó là viêm gan, sơ gan, thì đó là một cái dấu hiệu cần lưu ý. Tại vì là khi mà có những cái hiện tượng mà men gan tăng cao thì chúng ta cần hết sức lưu ý, vì men gan tăng là có những cái biểu hiện bất thường về rối loạn về da, rồi là về mật ngứa, và chúng ta phải cần xét nghiệm. Chính vì vậy mà chúng ta phải cần có phải kiểm tra sức khỏe định kỳ để chúng ta phát hiện cái men gan trong cơ thể. Hoặc là những cái người mà sử dụng những thuốc người rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường type 2 thì chúng ta sử dụng thuốc đái tháo đường thì dẫn đến tình trạng men gan cao. Do vậy là chúng ta phải hết sức lưu ý, khi mà men gan cao chúng ta cần phải điều trị tích cực và điều trị phối hợp ngay khi chúng ta sử dụng những cái thuốc tân dược đó, thì hạn chế đến những hiện tượng là bị gan nhiễm mỡ không do rượu. Do vậy thì chúng ta có thể dựa vào các yếu tố chúng ta vừa nói đến thì chúng ta có thể sàng lọc được những người mà có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu. Thì chúng ta có thể nghĩ đến đó là những người mà bị men gan cao thường xuyên và kéo dài, thì đó là những người mà có nguy cơ mắc những bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Cái thứ hai là người béo phì, thứ ba là người rối loạn chuyển hóa đái tháo đường type 2, cái thứ tư là rối loạn mỡ máu,
Tất cả những trường hợp này là những cái trường hợp có thể sàng lọc, có thể sàng lọc những nguy cơ dẫn đến những cái bệnh mà gan nhiễm mỡ không do rượu. Đó, thì chúng ta cần phải hết sức lưu tâm đối với những cái trường hợp này. Đặc biệt là những cái trường hợp này thì rất là điển hình, ví dụ như là béo phì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rõ. Người đái tháo đường type 2 thì người là phải sử dụng thuốc rối loạn chuyển hóa thường xuyên, tức là sử dụng những nhóm thuốc như metformin. Thì chúng ta cũng biết là những cái khi mà chúng ta sử dụng nhóm thuốc đó, bao giờ chúng ta cũng được tư vấn những cái thuốc bổ trợ cho gan, tại vì những nhóm thuốc đó là những thuốc chuyển hóa qua gan và gây độc với gan rất là nhiều, và chúng ta sử dụng lâu ngày dài ngày thì cũng dẫn đến tình trạng men gan tăng, mà men gan tăng thì nó là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến là gan nhiễm mỡ không do rượu. Thì chúng ta dựa vào những cái nguyên nhân đó và chúng ta loại trừ, và chúng ta có những chế độ phòng bệnh để hạn chế chúng ta mắc được những cái bệnh viêm gan và hạn chế được những cái tiến triển và không mong muốn, ví dụ như dẫn đến viêm gan và xơ gan. Câu hỏi đặt ra của chúng ta là khi mắc những cái dấu hiệu gan nhiễm mỡ không do rượu thì chúng ta cần phải làm gì để chúng ta hạn chế được những tình trạng đó. Thì việc đầu tiên đó là chúng ta cần phải cải thiện chế độ sinh hoạt, cải thiện chế độ ăn uống. Thứ nhất là chúng ta phải sử dụng nhiều rau xanh, nhiều các loại vitamin, nhiều các rau xanh có chứa vitamin và chứa những cái chất chống oxy hóa, và nó làm hạn chế những cái gốc tự do trong cơ thể và nó giúp tăng cường bảo vệ sức khỏe của các tế bào, đặc biệt là tế bào lá gan. Thứ hai là chúng ta phải có chế độ ăn uống điều hòa hợp lý, ăn giàu chất xơ và giảm chất béo, giảm lượng đạm, dầu mỡ, và đặc biệt là đồ chiên rán và những cái thức uống có ga, ví dụ như Coca. Và ngoài ra thì chúng ta có thể, ngoài cái chế độ ăn uống thì chúng ta có những chế độ tập luyện thể dục thể thao điều độ để nâng cao thể trạng, nâng cao miễn dịch, nâng cao sức khỏe. Đồng thời thì khi mà có những cái dấu hiệu men gan tăng thì chúng ta cũng cần phải có những cái thực phẩm bổ trợ để chúng ta hạ men gan, và chúng ta tránh được những cái nguy cơ mà dẫn đến gan nhiễm mỡ, và tránh những nguy cơ xa hơn đó là viêm gan và xơ gan. Thì những cái thực phẩm bổ trợ thì chúng ta lưu ý lựa chọn, ví dụ như là men gan không quá tăng cao, không quá gấp nhiều lần, và chúng ta không cần phải sử dụng tân dược ngay tức khắc để hạ men gan ngay tức khắc, thì chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm đông y, sản phẩm từ thảo dược, ví dụ như sản phẩm mà trong có những chứa những cái thành phần mà ví dụ như là thành phần diệp hạ châu đắng, thành phẩm atiso, đó thì những cái thành phần đó là những cái thành phần mà giúp cho hạ men gan, điều trị những trường hợp viêm gan cũng rất là tốt. Do vậy là khi mà có những cái dấu hiệu mà bị gan nhiễm mỡ mà không do rượu thì chúng ta có thể sử dụng thực phẩm bổ trợ. Thực phẩm bổ trợ đấy thì chúng ta sử dụng có thể từ 3 đến 6 tháng và hiệu quả chúng ta thấy nó rõ rệt. Còn nếu mà đối tượng mà bị béo phì thì chúng ta cũng cần phải điều chỉnh chế độ ăn, giảm cân, giảm mỡ, thì nó cũng sẽ dẫn đến là có hiệu quả trong cái việc điều trị những cái bệnh mà gan nhiễm mỡ mà không do rượu. Và đối với những người béo phì thì đặc biệt là đồ ăn nhanh và những chất béo, chất nhiều dầu mỡ thì phải hết sức là hạn chế, và bổ sung nhiều chất rau xanh củ quả, bổ sung vitamin, các chất mà có chứa chất chống oxy hóa vào trong cơ thể, và đặc biệt là chất xơ. Thì nó sẽ giúp những hiện tượng giúp cho cơ thể giảm được cân, giảm được mỡ, thì sẽ dẫn giảm đến mỡ của nội tạng, đó là mỡ gan. Và ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng thay mỡ động vật bằng dầu thực vật, ví dụ như dầu lạc, dầu vừng, thì chúng ta cũng hạn chế được hiện tượng mà nhiễm mỡ trong cơ thể. Và trên đây là mình chia sẻ với các bạn phần gan nhiễm mỡ không do rượu, thì đó là những cái nguyên nhân, triệu chứng, những cái đối tượng nguy cơ và những cái biện pháp phòng bệnh. Và trong khi chúng ta mắc những cái dấu hiệu của gan nhiễm mỡ không do rượu, thì trên đây là phần chia sẻ của mình. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ tiếp theo.